việc mà cái sản lượng vận tải khách công cộng bằng xe buýt trong hai năm, trong hai năm 2015 và 2016 có sự suy giảm. Ở đây nó cũng là một cái chỉ dấu mà có lẽ nó nằm trong cái quy luật chung của hầu hết các hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt ở trên các quốc gia, các đô thị mà đi trước. Nếu chúng ta nhìn như ở các cái đô thị của Nhật Bản hay là ở Seoul của Hàn Quốc thì chúng ta thấy rằng là khi mà trong giai đoạn đầu ấy, đối thủ trực tiếp của xe buýt là xe máy thì có vẻ như xe buýt thắng thế trong trường hợp đấy, ít nhất về mặt chất lượng dịch vụ cũng như là về cái sự an toàn đối với người tham gia giao thông, và cái có thể nói là cái mức độ mà tác động trực tiếp của môi trường đến người tham gia giao thông thì xe buýt là hơn xe máy. Nhưng với cái tốc độ tăng trưởng ô tô rất mạnh, đặc biệt là trong khoảng 5 năm trở lại đây ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì không chỉ Hà Nội và cả Thành phố Hồ Chí Minh thì rơi đúng vào quy luật của các quốc gia, của các đô thị như Seoul hay là Tokyo trong giai đoạn mà ô tô tăng trưởng mạnh. Và một vấn đề nữa, cái chỉ dấu mà nó thấy rằng là chúng ta nói nhiều đến ưu tiên cho xe buýt, nhưng có thể thấy rằng những cái hiện thực, những cái gọi là những cái phát ngôn hay là những cái thông điệp về sự ưu tiên cho dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt, nó đưa ra ngoài thực tế thì nó có vẻ như nó chưa rõ nét. Đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta, tất nhiên là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thì phải có những sự điều chỉnh, phải có những sự phân luồng lại. Nhưng tuy nhiên là Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh thì xe buýt là cái đối tượng đầu tiên mà bị điều chỉnh. Hay nói khác là cái thói quen tham gia giao thông của cái dòng hành khách xe buýt là bị phá vỡ đầu tiên. Và rõ ràng là thì nếu như những người mà bị phụ thuộc vào vận tải công cộng ấy, họ đang dùng vận tải công cộng ấy, mà cái gọi là nó giảm cái độ tiện thuận tiện, cái thói quen của họ bị tác động thì chắc chắn là họ sẽ thiệt thòi. Và như vậy là nếu không tìm được cách nào để tiếp cận thì họ buộc phải chuyển sang sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Và chúng tôi khẳng định rằng số lượng mà giảm của sản lượng vận tải công cộng bằng xe buýt của thành phố Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua ấy, cũng nằm trong cái nguyên nhân này, và họ chuyển sang đi xe máy.